Ê, anh Khang. Hả? Em nói anh nghe cái này. Gì? Anh suốt ngày cứ lòng ba cái thứ linh tinh. Kệ tao mày. Em là em xỉn mới nói như vậy. Ông này nữa, bắt tay cái rồi em nói. Bắt tay mày. Cái ông vàng ché này bắt tay em cái rồi. Bắt tay. Rồi. Nhậu xong về cày game với em. Hả? Cày game gì thằng quỷ? Thắng game bại gì? Là tại kỹ năng game mới luôn. Đồ quả đỉnh lắm. Âm thanh hoành tráng nghe chống cùng mẹ nó mặt luôn. Rồi, này nó xỉn rồi tụi bay ơi. Nó xỉn rồi. Nhiều đây nhầm nhò vậy anh ơi. Em nhỏ nhưng có võ. Anh mà vô cày game em hành anh như con chó luôn á. Nhưng mà là game gì? Game gì thì anh lên liênquân.garina.vn mà coi hỏi mãi. Cái game ra làm sao? Đồ quả đúng đỉnh. Dạ. Yeah. Còn âm thanh á, chống cùng mẹ nó mặt luôn. Tao nghe rồi. Nghe thì vô một cái nè. Vô tao lại mày. Từ bố để con chơi một chén nè. Nè mày uống cho đã đi. Mà cái game nó chơi trên máy tính hay chơi trên điện thoại vậy? Ông Khang không hỏi mày kìa. Ông hỏi kệ ông. Mày hay quá. Giờ ai mà chơi game PC nữa, chỉ có mobile thôi. Nhưng mày không có điện thoại sao mày biết game nó đẹp? Thôi thừa, em ra tiệm net coi thông tin trên PC chứ đâu ba. Sao này em có tiệm mua điện thoại chơi chứ sao? Rồi ngoài đồ quả âm thanh thì còn gì đặc sắc không? Hả? Cái thao thao tác đơn giản cực kỳ luôn. Cứ như mày cứ cà lâm hoài vậy mày. Cứ như sao? Rồi ok, cứ như là đơn giản vậy á. Mày nói chuyện gì á? Nghe mày nói chuyện mà tao muốn xỉn theo mày luôn vậy. Anh không hiểu hả? Hiểu tụi con mày á. Đơn giản là nó đơn giản một cách rất là đơn giản. Cực kỳ đơn giản luôn. Tao bỏ đi ha. Chặt cái hàng này quay cái gì quay cho mượn điện thoại làm dài dán liên quân coi được không? Được liên quân đưa mày đi cầm luôn rồi sao? Ông này lên tiếng cái cười. Anh em chơi bao lâu mà có cái điện thoại cũng cho mượn nữa. Anh em cây khế gì. Rồi giờ mày kể tao nghe liên quân còn gì hay nữa không? Đã bảo đồ quả đỉnh cao âm thanh khủng còn gì. Tao biết rồi còn gì nữa. Mày nhây quá. Đánh nhau tung lửa luôn. Em đánh nhau mà không đánh nhau chắc chơi búp bê quá hả mày. Còn gì nữa không? Anh biết tung skill không? Biết. Ảo hơn liên minh nữa. Đúng nên vậy nhúng hả? Vô một cái. Vô. Rồi được vô. Giờ tải game về đi. Ừ. Anh tải về chơi với mày nè. Nhưng mà nghe nói mày bỏ ghệ rồi phải không? Bữa mày khen ghệ ta đủ thứ giờ sao bỏ nó kỳ vậy mày? Hả? Có chuyện gì không kể anh nghe coi. Thôi bỏ luôn đi, tập trung mà cày game yêu đương gì. Ông anh đầu vàng ơi, cho em mượn tiền mua điện thoại được không? Mượn rồi tiền đâu mày trả cho tao. Hả? Dễ mà. Anh cho em mượn tiền trả ông đầu vàng được không? Trời. Chuyện nhỏ luôn nhưng mà tao không có tiền, mày mượn Khang kìa. Em là em ứ có thèm mượn. Cha Khang keo thấy mẹ luôn hả? Mày nói ai vậy mày? Thôi được rồi. Giờ em nói mấy anh như vậy nha. Chuyện gì? Trong cái đám này thằng nào cho em mượn tiền thì là anh của tao. Tao nói vậy tụi bay nghe hợp lý không? Mày mất dạy. Em xin lỗi, em xỉn, em lỡ lời thôi. Xỉn rồi đi về đi mày. Về đi. Đuổi em về còn lâu mấy anh mới chơi được liên quân nha. Đừng có đùa với thằng này. Thôi không sao đâu. Giờ làm sao tải game liên quân được cứ đây? Nhấn vào là tải thôi. Nhấn cái thì tải liền được mà. Game có voi chat hẳn hoi tha hồ tán gái. Ông mà đấu rèn biết tay tôi. Tôi nói lần cuối thôi nha, muốn gì mấy ông cứ vào liênquân.garina.vn mà xem cho nó rõ. Game đồ quả đúng đỉnh mà âm thanh giờ cờ nml luôn. Có bội chat tán gái thoải mái luôn. Mày nói 80 lần rồi. Kỳ này anh em mình lập team, hành team của cái thằng cướp con ghệ em luôn nha, được không? Em được lắm mẹ. Tao biết rồi, mày chơi game gà quá bị giật mất con ghệ chứ gì. Vậy mày nói tao nghe coi làm sao nó giật được con ghệ của mày. Nó có con iPhone 7, con kia theo nó luôn. Tưởng gì iPhone 7, anh mua cho mày một cái. Nhớ ha, nó cho con đó, ba má con đó, mỗi người một cái. Vậy thôi bỏ đi tao, mày đại gia. Cứ chịu lập tim với em hạnh chết cha nó hay không nè. Hả? Chơi nó luôn hết mình thôi, nhậu đi kìa. Nhưng mà nãy giờ tôi vô liênquân.garina.vn có thấy Linh tải đâu. Mới nói là đồ họa đỉnh cao luôn anh ơi. Nhưng tải đâu? Âm thanh VKNML luôn. Vấn đề là tao cần cái link tải mày hiểu không? Em muốn tải lên thì vô liênquân.garina.vn mà tải miễn phí luôn. Cầm lưỡi bối đánh nhau y xèo ở trống luôn. Ok, quyết liệt đi.